Đề này đề 1-2-2 ấy, trước là mình dẫn các câu trước rồi đấy, thì bây giờ thầy sẽ dẫn nốt mấy cái câu đến này. Cái số phản ứng cái ý số 1 này. Một này thì chúng ta sẽ viết mãi đúng không? Thì nó sẽ là 3H7CO2 thì nó sẽ ra gì, thì cái này mình cũng làm nhiều rồi CaO độ nhé. CaO độ thì sẽ ra gì? Thì nó sẽ ra là C3H8 đúng không? Nó thêm một hydro nữa thành C3H8. Là cái ý này là sai đúng không? Bởi vì cái C3H8 này thì nó là propan chứ không phải là ý số 2 là có thể điều chế etan bằng cách cracking butan. Cái này đúng rồi, cái này trước mình biết rồi phải. Đúng không? Mình cracking butan đấy, trước cracking butan đấy thì mình có thể thu được etan đấy và ethylene đấy, cái này là etan không? Đúng không? Cái này là etan đấy. Hoàn toàn thể thu được đúng không? Hoàn toàn thể thu là đúng. Thì số 3 đúng không em? Số 3 này mình biết rồi sao? Số 3 này sai đúng không? Thì số 3 là CaC2 thì thứ nhất mình sẽ thu được CaO lần. Thì số 3 này sai. Trong công nghiệp có thể điều chế metan bằng phương pháp trưng cất và cracking dầu mỏ đúng. Trưng cất là cracking dầu mỏ cũng là một trong phương pháp điều chế can đấy. Nói chung trong công nghiệp thì người ta sẽ điều chế bằng cái này. Cái này nói trong công nghiệp thế này. Như rồi đúng. Trong công nghiệp trưng cất cracking dầu mỏ. Rồi trong công nghiệp. Dầu mỗ bôi trơn chống gì chính là cái ancan phải rắn ấy. Thì cái này là đúng thôi. Cái này chúng ta nhớ được cách ứng dụng vào ancan thôi. Đó là cái câu số 13 này chúng ta sẽ có 3 ý đúng không? Được chưa? Chỗ này các em còn hỏi chỗ nào nữa không nhỉ? Bây giờ chúng ta sang câu 15 nhé. Hydrocarbon no. Ý số 1 đúng không nhỉ? Hydrocarbon no là chỉ chứa các liên kết sigma trong phân tử. Số 1. Hydrocarbon no thì nó chỉ có liên kết gì đó. Đúng không? Hydrocarbon no chỉ có liên kết đơn. Đấy, theo khái niệm mình là hydrocarbon no chỉ có liên kết đơn thôi. Đơn thì suy ra nó sẽ là sigma. Ra nó sẽ là liên kết sigma. Đúng không? Đấy, thì như vậy ý này là đúng rồi. Số 1 đúng rồi. Thì số 2 này. Hydrocarbon no là những hợp chất hữu cơ chỉ chứa liên kết đơn trong phân tử. Thế thì cái khái niệm này nó sai bởi vì là cái hợp chất hữu cơ này thì nó cũng chưa khẳng định vì thứ hai nó sai là bởi vì là chất hữu cơ thể có O, N, vân vân đấy. Khi là cái hydrocarbon này của mình thì nó chỉ chứa C và H thôi. Yeah. Nên như vậy là cái khái niệm nó sai về mặt khái niệm. Đấy. Isobutan thì chỉ chứa nguyên tử carbon bậc 3. Isobutan chứa một nguyên tử carbon bậc 3. Thì cái này đúng rồi đúng không? Thì C này đúng rồi. Và ý số 3 này đúng rồi.
Dưới đây thì mình phải viết đây trước mình viết rồi sao? Đây, trong sách chúng ta có luôn rồi nhé. Đấy, viết lại. Sách chính là cái ví dụ thầy lấy đầu tiên đấy. Cái này chính là isobutan đây. Ba carbon bằng một và ba carbon bằng một và một carbon bằng ba, đúng không? Vậy ý này đúng. Ancan tan nhiều trong nước thì là sai. Ý này ancan tan nhiều trong nước thì là sai bởi vì chúng ta thấy là ancan thì nó là hydrocarbon, nó sẽ là hầu như là không tan trong nước do tính kỵ nước. Đấy. Bởi vì cái liên kết này nó ít phân cực. Hoặc là chúng ta có thể lấy ví dụ cũng được vì các cái ancan này nó chính là các cái loại dầu mỡ bôi trơn đấy, hoặc là dầu mỡ bôi trơn thì có thể là nhiều bạn không nắm vững lắm. Dầu mỡ bôi trơn là cái này nó xuất hiện ở trong các cái liên quan đến xe đạp, xe máy rồi các cái thiết bị kiểu ổ bi cái thứ đấy. Thế còn những cái kiểu xăng dầu này thì có thể nhiều bạn biết là xăng dầu thì rõ ràng không tan trong nước này. Đấy, rồi cái thậm chí là đấy mấy tài đều không tăng trong nước. Đấy, mình có thể liên hệ thêm với thực tế một chút nhé. Còn là ancan nặng hơn nước thì cũng là sai. Ancan nó nhẹ hơn nước. Ví dụ như là xăng thì nổi trên mặt nước, xăng dầu nổi trên nước. Anh nghe các vụ rò rỉ dầu trên biển nó đều nổi hết trên mặt nước đúng không? Xăng dầu đúng không? Trên thì nhẹ hơn. Sau đó là câu 15 này chúng ta sẽ thì có ý số 1 và số 3 là đúng thôi. Mình sang câu 16 nhé. Đấy, với câu này chúng ta cần phải nghĩ cho kỹ chuẩn. Mạch can có thể có dạng mạch hở, mạch vòng là sai không? Ý số 1 là sai. Ancan mà mạch phân nhánh thì có thể ancan mạch phân nhánh chứa nguyên tử carbon bậc 3. Ancan mạch phân nhánh chứa nguyên tử carbon bậc 3. Và chắc chắn không? Liệu có chứa nguyên tử carbon bậc 3 không? Vì cái này thì chưa chắc, đúng không? Nó có thể là carbon bậc 4. Ý số 2 này là vì số 2 này là form hình như bị nhầm hay sao ấy. Chắc là nhầm. Vậy chúng ta thấy là cái ancan mạch phân nhánh này chưa chắc đã chứa nguyên tử bậc 3 đâu. Ví dụ như chúng ta có thể lấy ví dụ này. Ví dụ cái Leo cái Leo pentan ấy thì chỉ có carbon bậc 1. Carbon bậc 1. Ba đúng không? Leo pentan của mình thì nó sẽ là cái gì? Leo pentan ta viết ta nhớ Leo pentan chứ? Leo pentan thì có nghĩa là đang viết rồi đấy nhỉ? Đây thì nó sẽ như này. Nó sẽ có một bon giữa và bốn bon xung quanh đúng không? Đó, em sẽ có một carbon giữa này và bốn carbon xung quanh như này. Thì carbon này nó sẽ là carbon bậc 4 chứ không phải là carbon bậc 3. Thì cái mạch nhánh này trước chúng ta thấy là mạch nhánh này nó ở đây thì cũng chỉ nói là gì? À cái từ này chỉ chứa này, trước bị nhầm. Chúng ta cái này phải sửa lại một chút này. Cái này có nghĩa là chứa carbon bậc 4 hoặc là carbon bậc 3. Đấy hoặc cả hai. Chúng ta có thể dùng dấu gạch chéo này. Nó sẽ bắt buộc phải chứa carbon bậc 4 hoặc bậc 3, nhưng mà nhiều khi đó ví dụ như trường hợp này chỉ có bậc 3 thôi, không có bậc 4. Đấy. Được chưa? Thế còn trường hợp này nó
Lại chỉ có carbon bậc 4 thôi, chứ không có carbon bậc 3. Ra như vậy là cái chỗ này có nghĩa là tối thiểu là một một thằng bậc 3 thôi. Hoặc là tối thiểu một thằng bậc 4, và tất nhiên có cả thì đương nhiên không vấn đề gì cả. Vậy ý này bị sai nhé. Ý này sai nhé. Trong phân tử alkan chỉ có liên kết đơn thì là đúng rồi, số 3 đương nhiên là đúng rồi. Chỉ có các alkan từ C2 đến C4 là chất khí, thì cái này là sai, bởi vì là alkan là từ C1 đến C4 là chất khí. Vậy thì số 4 này. C4 cũng là chất khí, 4 cũng là chất khí. Cái câu này thì người ta lưu ý cái cách, người ta lưu ý cách nói này, người ta phải hiểu cho kỹ. Nếu mà chỉ có các alkan từ C2 đến C4 là chất khí thì là sai. Nếu mà chúng ta bỏ cái này đi, bỏ cái này đi thì alkan từ C2 đến C4 là chất khí thì lại đúng. Chúng ta chỉ nêu cái phần C2 C4 đó là đúng rồi, phần khác nhưng mà thêm từ chỉ vào thì chắc là sai nữa. Hydrocarbon no là hợp chất trong phân tử chứa hai nguyên tố C và H thì sai. Thiếu yếu tố này. Thiếu là chỉ chứa một cái đơn hoặc cái sigma được chưa? Sigma thì nó cũng là cái đơn, đúng không? Đơn hoặc sigma thì được. Mình nghĩ này sai. Phản ứng đặc trưng của alkan là phản ứng cộng, đương nhiên là sai rồi. Nó phải là phản ứng tối. Cái câu này để theo ôn tập củng cố chắc cái phần lý thuyết của alkan nhé. Được chưa?